xin chào tất cả anh em. Hôm nay xin giới thiệu với tất cả anh em một cấu hình karaoke rơi vào tầm 19 triệu. 19 triệu thì gồm những thiết bị gì? Thì ở đây em có kết nối với một bộ mic Black Aquatic U709F. Bộ mic này bên em đang giao bán với giá là 3.300.000. Và ở đây thì nó có tất cả là dò sóng sạch đấy, và chế độ tự ngắt và cảm biến gia tốc đầy đủ cho anh em. Đặc biệt đó là siêu tiết kiệm pin anh em nhé. Con này rất chi là tiết kiệm pin, tiếng mic thì vang sạch và nghe thì rất chi là linh giọng. Còn ở dưới thì em có ghép thêm một con vang số, một con vang số của LX Aquatic. Con này là LX8, mặt trắng rất đẹp. Con này có thể tùy chỉnh chỉnh trên máy tính đấy, chỉnh trên phần mềm máy tính và anh em có thể chỉnh tay được nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Và con bắt bờ Bluetooth đầy đủ cho anh em. Giá con này là 3.300.000 đồng. Và em có kết nối ở dưới là một cục đẩy LA850. Cục đẩy này giá 4.300.000. Đấy. Công suất của nó là 850W trên kênh. Chơi tốt một cặp bát 30, một cặp 325 anh em nhé. Nếu anh em chơi súp thì có thể mỗi kênh đánh là một con súp bát 50 súp hơi. Mỗi kênh chơi một súp tốt, một súp hơi 50 anh em nhé. Giá con này là 4.300.000. Và loa thì em có kết nối với một cặp loa JBL KP4012. Cặp loa này đang bán với giá 8.200.000. Đây em đang đánh ra hai loa, linh ra hai loa KP4012. Rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, em làm video ngắn như vậy. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và cảm ơn anh em nhé. Anh em xem video thì nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của bên em.